Không, đúng là đến cái đoạn lầy kia là mình phải ga nhanh để mà lướt qua nhanh. Thế cái lồng của em là vẫn xuống được.
Hình như nhiều nước quá gốc dạ nó nổi lên nhỉ anh nhỉ? Anh Dung, có phải nhiều nước quá gốc dạ nó nổi lên không?